Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Tiếp tục hôm nay là hai ván cờ giữa tay độc Nguyễn Thành Bảo và kinh thành thiếu hiệp Hà Văn Tiến tại trận xuống mắt diễn ra ngày 14 tháng 6 2021. Đây là ván 6 và ván 8. Mời các bạn thưởng thức hai ván cờ phế mã phế xe tấn công thần tốc của kinh thành thiếu hiệp Hà Văn Tiến. Ván 6.
Mã 5, tấn 7. Chơi đến đây thì tay độc Nguyễn Thành Bảo đã buông cờ nhận thua. Các bạn vừa xem xong hai ván cờ phế quân tấn công thần tốc của kinh thành tiêu hiệp Hà Giang Tiến. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì nên like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.